Việc của anh Trần xử lý đến đâu rồi ạ? Anh và các đồng nghiệp á vừa hội chẩn tình huống của bác ấy. Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Tôi thấy áy náy quá. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, anh lúc nào cũng phải đôn đáo hỗ trợ cho tôi. Quan tâm đến em á là nhu cầu của anh. Nhưng mà anh á không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em đâu. Nên bây giờ anh sẽ giữ chừng mực, không làm em khó xử. Anh có việc thì cứ nghe điện đi. À không, mẹ anh gọi mà. Về nhà anh gọi lại cũng được. Tôi vô tâm quá. Hai bác giờ này có khỏe không? Mẹ anh thì vẫn ổn, còn ba anh thì mất rồi. Tôi xin lỗi. Tôi vẫn còn nhớ ngày mà chúng ta chưa thích nhau. Anh còn nói rằng anh là người không tin vào tình yêu, không tin vào hôn nhân, vì anh đã từng chứng kiến những điều xấu xí nhất của những mối quan hệ này. Ê, ê, ê. Đi đứng cái kiểu gì đấy? Cô làm cái gì đấy? À, là anh ạ. Anh có thể đưa tôi đến trường được không? Hôm nay tôi quên mang ví, không thể nào đi xe ôm được ý. Không, tránh ra. Vì sao chứ? Anh có phải đàn ông không đấy? Không biết cách giúp đỡ người khác à? Tôi không muốn giúp đỡ cô, ok? Vì sao? Vì tôi xinh cái gì? Tôi không muốn gặp rắc rối, thế thôi, tránh ra. Đi xuống. Không, dù sao thì anh cũng gặp rắc rối rồi đấy. Cô không thấy là cô bất lịch sự à? Dù người ấy không muốn làm, nhưng cô vẫn cứ xông vào bắt người ta làm à? Ngược lại nhá, chẳng qua là vì anh không biết cách đối xử lịch sự với con gái, cho nên là tôi mới phải xông xáo thôi. Chứ tôi là cũng được hoan nghênh lắm đấy, anh tưởng à? Uầy, ảnh cưới mà người ta cũng vứt đi được á? Tình yêu và hôn nhân người ta còn ném đi được, ảnh cưới là cái gì? Này, sao anh có vẻ bi quan thế nhở? Tôi chỉ nói những điều thực tế thôi. Thực tế là sao? Là anh chưa từng thấy một mối tình nào tốt đẹp à? Cũng chưa từng thấy một cuộc hôn nhân đáng trân trọng à? Không, tôi chưa từng thấy. Rồi một ngày nào đấy, anh sẽ thấy thôi. Khi cô sinh ra trong một gia đình đầy bất hạnh, thì mọi hạnh phúc bên ngoài sẽ chỉ là lý thuyết viển vông. Cô sẽ chẳng bao giờ tin cả. Thì gia đình tôi cũng đâu có ngọt ngào đâu. Nhưng mà tôi đâu thể vì thế mà nghi ngờ mọi thứ được. Cho nên ý, cái sự khó ở của anh là do anh, không phải do gia đình. Hơn nữa cũng là vì anh chưa gặp được ai đó dạy cho anh hiểu thế nào là tình yêu. Cái này thì em nói đúng. Đúng gì cơ? Đúng ở điểm lúc đó anh chưa gặp ai và không ai dạy cho anh hiểu về tình yêu là như thế nào. Nhưng sau đó anh đã gặp và anh đã hiểu. Đúng ra anh phải cảm ơn em rất nhiều, vì em đã dạy cho anh rất nhiều thứ. Em dạy cho anh hiểu tình yêu là như thế nào. Hối hận là như thế nào. Sai lầm là như thế nào. Bất lực là như thế nào. Tan vỡ là như thế nào. Và ngay cả khi anh muốn quan tâm lo lắng cho một người mà họ không cần, là như thế nào. Anh nói những điều này với một bà bầu vượt mặt,
thì có ý nghĩa gì đâu. Em là người nhạy cảm mà, nhất định em sẽ biết lời nào của anh là thật hay không. À, trưa nay á, anh có nghe em nói về việc muốn phát triển trung tâm đông y. Có mảng này á, anh nghĩ em có thể quan tâm. Đây là người á đã gây dựng mô hình vườn dược liệu sạch hướng đến xuất khẩu. Em cứ coi thử rồi tham khảo thêm. Cảm ơn anh.